Trân trọng kính chào quý tôi con Chúa chúng ta đang ở trong một giai đoạn và hoàn cảnh rất đặc biệt cơn đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống của rất nhiều người trong đó có hội thánh của Chúa trong sự thờ phượng trong sự hầu việc Chúa do vậy với lòng tin quyết vào đắng sống con dân Chúa khắp mọi nơi chúng ta hiệp lòng để vui mừng ngợi khen Chúa phục sinh và với lòng tiên quyết chúng ta sẽ sống một đời sống đắc thắng vì chúng ta có Chúa phục sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tôi con Chúa mọi nơi có thể tiếp nhận được lời Chúa trong kỳ lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thực hiện buổi truyền hình này để truyền tải sứ điệp lễ kỷ niệm Chúa phục sinh. Xin quý tôi con Chúa cùng chung dự và hiệp lòng lắng nghe lời của Chúa. Giờ này xin chúng ta cùng ca ngợi Chúa, thánh ca số 111 Ngài sống ngày tôi xem thế giới đây ngài đang sẵn sòng mỗi điều lòng quý trắng hên thất vọng được dù tôi ra năm có siêu nhìn nhận giê xu nhắn nhắn tôi vượt qua xin hội thánh cùng tôi lắng nghe lời Chúa được chép trong thư tín Corinto nhất và 15 từ câu 1 đến câu 11. Xin cứ mời hội thánh cùng đứng và giữ sự trang nghiêm khi nghe lời của Chúa. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy. Cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho bằng không thì anh em dẫu có tin cũng vô ích và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhàn lãnh ấy là đáng rít chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba ngài sống lại theo lời kinh thánh và ngài đã hiện ra cho seva sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng cho một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, và nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho gia cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như một thai xanh non vậy vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uống vậy. Trái lại, tôi là làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, giàu tôi giàu các người khác. Đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Xin kính mời Hội Thánh cùng đọc với tôi câu Kinh Thánh. Câu số 4. Chúng ta cùng đọc hai lần và địa chỉ xin chúng ta khởi sự. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh Cô Rinh Tô Nhất đoạn 15 câu 4 Xin kính mời Hội Thánh Chúa cùng an tọa Kính thưa Hội Thánh Đến giờ chúng ta được nghe sứ điệp Trong kỳ lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh Xin kính mời Mục sư Thái Phước Trường Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam rao truyền lời Chúa. Kính thưa quý tôi tớ con cái của Chúa, chúng ta bước vào mùa thương khó phục sinh năm nay rất đặc biệt khi mà toàn cả thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa khi mà chúng ta không nhóm lại đông đủ như bình thường do vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng hằng sống đấng đã chết ngài sống lại và ngài sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Dịch Covid-19 đã cướp đi mạng sống của trên dưới 60.000 người cho đến thời điểm này và hơn một triệu mốt người trên toàn cầu đã bị nhiễm. Còn số người nghi nhiễm lại khá cao làm cho con dân của Chúa nói riêng và toàn cả nhân loại trên thế giới nói chung đang rất là hoang mang. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có cứu Chúa hằng sống. Đấng đã chết vì tội của chúng ta và sống lại vinh quang để bảo đảm sự cứu rỗi mà Chúa hứa với chúng ta. Trong phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 từ câu 1 đến câu thứ 11 chúng ta đã đọc chúng ta cũng đã từng nghiên cứu và cũng đã từng nghe giảng. Nhân dịp này trong thời giờ rất phước hạnh kỷ niệm sự phục sinh của Chúa chúng ta sẽ nói về bằng cớ chúa phục sinh và trong phân đoạn này hết sức quý báu để cho chúng ta thấy về điều đó kinh thánh là lời đức chúa trời cũng như nhiều bằng chứng có liên quan sẽ giúp cho chúng ta về chủ đề của lễ phục sinh năm nay có một câu chuyện kể rằng tại một cửa hàng bán ảnh tượng có một bức ảnh rất là đặc biệt. Người đi ngang qua nhìn thấy đó là một bức ảnh rất là đẹp. Đó là bức ảnh rất lớn phát họa về biến cố Chúa Giêsu chịu treo trên thập tự giá có một bà cụ dừng lại nhìn vào để suy nghĩ rồi có một em bé đi ngang qua cũng đứng lại để chiêm ngưỡng bà cụ này muốn thử xem em bé hiểu biết gì về bức ảnh này và em bé đó đã nói Thưa bà cụ, đây là bức ảnh nói về Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Người chịu treo trên thập tự giá đó là Đức Chúa Giêsu. Bên cạnh đó có mẹ của ngài, có bà marie Magdalene ở bên cạnh và cũng gần đó có sứ đồ dân người mà Chúa rất yêu và một số người khác đứng chung quanh đó là những tên lính La Mã đã đóng lên Chúa trên thập tự gia nghe kể như thế thì bà cụ rất là vui khen em bé này hiểu biết rất nhiều về bức ảnh đó về Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự rồi bà cụ quay lưng đi và đi chưa đến ngã rẽ thì bà nghe cái tiếng chân của một người chạy rất gấp theo phía sau bà cụ. Và bà phát hiện đây là em bé khi nãy. Em bé nói với bà cụ rằng: "Thưa bác, cháu quên nói một điều quan trọng hơn hết là Đức Chúa Giêsu." đã sống lại vào ngày thứ ba đúng như thế nếu Chúa Giêsu không sống lại bức ảnh nói về sự chết Chúa Giêsu trên thập tự giá với nhiều người hiện diện ở trong đó với câu chuyện kinh thánh mô tả em ấy nói lại rất là chính xác vẫn chưa đủ như em bé đó đã nói một điều quan trọng hơn hết đó là Chúa Giêsu đã sống lại trong ngày thứ ba. Năm nay cũng như mọi năm không thể nào chúng ta quên đi Chúa đấng đã phục sinh mà chúng ta kỷ niệm. Mặc dầu trong sự lo lắng ở trong sự bối rối Bên cạnh chúng ta có biết bao nhiêu những điều lo toan Và sự chết cũng đến với chúng ta không biết lúc nào Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa Bởi vì Kinh Thánh Sứ Đồ Phô Lô đã nói Trong các câu cuối của đoạn 15 Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi Sức mạnh tội lỗi là luật pháp nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta sự thắng Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta Nọc độc của sự chết là tội lỗi Giết chết kinh khủng hơn nhiều So với virus corona Nhưng chính Chúa Giêsu Đã cất đi nọc độc của sự chết Của tội lỗi Bằng sự chết chuộc tội và sống lại vinh quang Vượt khỏi tử thần của chúa Cho nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúng ta rất vui Mà kỷ niệm Sự sống lại Của cứu chúa yêu dấu của chúng ta Và chúng ta tập trung vào Trong câu thứ nhất đoạn 15 Từ câu 1 đến câu thứ 11 Để chúng ta học về Bằng cớ chúa phục sinh Trước hết Kinh Thánh Bằng cớ thứ nhất là Kinh Thánh Trong câu thứ tư Của đoạn 15 câu 4 Sách Cô Tô thứ nhất Ngài đã bị chôn Đến ngày thứ ba Ngài sống lại Theo lời Kinh Thánh Kinh Thánh minh chứng về chân lý không thay đổi về sự sống lại của Chúa Giêsu đến ngày thứ ba ngày sống lại theo lời kinh thánh tất cả những lời tiên tri về Chúa Giêsu đã ứng nghiệm từ việc giáng sinh thi hành chức vụ sự chết và cả sự sống lại và nhiều lẽ thật kèm theo về sự tái lâm về thiên đàng vân vân cũng sẽ ứng nghiệm vì đây là chân lý vì kinh thánh là lời của đức chúa trời trước hết chúng ta nói về cái bối cảnh của giáo lý này sách cô Điên tô là một quyển sách mà sứ đồ Lô dùng để đưa ra nhiều giải pháp cho nhiều nan đề ở trong hộ thánh tại cô lúc bấy giờ có rất là nhiều nan đề và trong đó có một nan đề về niềm tin nơi sự sống lại của con người sự sống lại của con người có hay không trong thời chúa giêsu có hai hạng người đó là người Phá-ri-si và người Sadducee Người Sadducee không tin nơi sự sống lại của thân thể. Có người không sống lại, cả thiên sứ họ cũng không tin. Nhưng người Do Thái thì tin cả hai. Như ở trong câu vụ các sứ đồ, đoạn thứ 23 câu thứ 8 vì chân người sadusê quyết rằng không có sự sống lại cũng không có thiên sứ thần chi hết còn người Pháp-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy hai dân tộc là do thái và hy lạp và người Pháp-ri-si và người sadusê điển hình cho hai nền văn hóa đó Người thì tin, người thì không tin. Sứ đồ nêu ra vấn đề trước tòa công luận mà công vụ cái sứ đồ đoạn 23 đã mô tả. Và khi ông nêu lên điều này thì giữa tòa công luận hai phe rất là rõ rệt giữa tin và không tin nơi sự sống lại. Trong thời giờ này, Chúng ta là những con cái của Chúa Chúng ta chắc chắn tin rằng Chúa Giêsu xu Đích đã sống lại Và chúng ta Những kẻ thuộc về Chúa Tin cậy Chúa cũng sống lại Đó là một điều chắc chắn Còn cái bối cảnh Của hậu thánh tại Cô Đương Tô Lúc bây giờ Họ ảnh hưởng Cái văn hóa của Hy Lạp Họ tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại Vì bằng chứng đó không có chối cãi được Nhưng họ không tin Là loài người chúng ta Sẽ sống lại ở đời sau Cho nên Trong cái bối cảnh của sách Cô Thứ Nhất Sứ Đồ Phô Lô dùng Sự sống lại của Chúa Giêsu Ngay cả người Hy Lạp cũng tin Để minh chứng về Sự sống lại của con người chúng ta Cũng theo đó Mà bảo đảm vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời Là một bằng cớ rất mạnh mẽ Để tất cả chúng ta tin Bởi vì Kinh Thánh không phải Chỉ nói đến sự sống lại Của Chúa Giêsu Hay của loài người Mà nói đến rất là nhiều sứ điệp Nhiều lời tiên tri Kinh Thánh được viết ra bằng Biết bao nhiêu cái Người và nhiều cái thời gian kéo dài nhưng kinh thánh không bao giờ lỗi thời trong kinh thánh không bao giờ có một sự mâu thuẫn nào hơn ai hết chúng ta là những con cái yêu dấu của chúa chúng ta tin rằng kinh thánh là lời của đức chúa trời xác quyết về việc chúa giêsu sống lại ở trong ngày thứ ba dù bối cảnh của hai dân tộc do thái hay là hy lạp dù ở trong cái sự chia rẽ của những người trong thành phố Cô Đương Tô và nó ảnh hưởng đến hộ thánh tại Cô Đương Tô thì sứ đồ Phaolô đã nêu ra nhiều câu hỏi và đã được trả lời đó là đấng Christ được sống lại như thế nào người chết có sống lại không sự sống lại được bảo đảm như thế nào Tại sao người chết Cần phải sống lại Người chết sống lại cách nào Người chết sống lại khi nào Tất cả được trả lời Ở trong Cô rưu thứ nhất đoạn 15 Nhưng điều quan trọng Vô cùng đó là Chúa Giê-xu đã sống lại Là một điều chắc chắn Là bằng cớ không cần phải chứng minh Và từ đó Ông giải thích để chúng ta những người tin Chúa Giêsu cũng sẽ được sống lại. Nhưng có lẽ một điều mà ít người để ý mà tà giáo thì lại xen vào và cho rằng người tin Chúa sống lại để hưởng phước, còn người không tin Chúa chết rồi chết luôn, tan biến không còn gì hết tịch diệt. Nhưng kinh thánh cũng đã cho chúng ta biết những người không tin Chúa cũng sẽ được sống lại Nhưng họ sống lại trong thời điểm khác Và sẽ bị định tội Đó là một điều cũng hết sức là chắc chắn Nhưng trong buổi sáng nay chúng ta không có thời giờ Để nói hết về những gì mà Kim Thánh nói Liên quan đến sự sống lại của Chúa Giêsu Và các kẻ tin nhận Ngài Trong đây chúng ta thấy có những bằng cớ về sự sống lại của Chúa Giêsu mà trước nhất kinh thánh đã minh chứng trong cái bối cảnh chúng ta vừa nêu cũng như trong chính điều kinh thánh đã xác quyết có lẽ chúng ta sẽ có những thì giờ khác để học về kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời qua biết bao nhiêu những cái bằng chứng vì lời đức chúa trời là lẽ thật nhưng trong thì giờ này chúng ta biết chắc chắn một điều là theo lời kinh thánh là chân lý là lẽ thật thì xác nhận rằng đấng riết đã chôn đến ngày thứ ba sống lại chúng ta tin kinh thánh là lời đức chúa trời thì chúng ta cũng tin kinh thánh mô tả về sự sống lại của chúa là chắc chắn điều thứ hai chúng ta biết khi kinh thánh mô tả rằng chúa hiện ra cho nhiều người tức là những người đã xem thấy chúa sống lại họ làm chứng từ câu thứ năm cho đến câu thứ 11 đây là những người thật sự đã sống trong lịch sử những người vốn không có tin chúa thậm chí bắt bớ chúa hoặc là những món đồ những sứ đồ họ đã thật sự gặp chúa đấng đã sống lại và ở đây sứ đồ phaolô đã nêu ra chúa hiện ra cho nhiều người Thứ nhất là những môn đồ của Ngài Và trong những môn đồ của Ngài Kể cả Thô Ma Là người cũng chưa chịu tin dễ dàng Cho đến khi Sự nghi ngờ đó không còn Khi ông rờ đến Chúa Đấng đã phục sinh Ở đây Sứ đồ Paulo nêu ra Từ câu thứ năm Ngài đã hiện ra cho sê sao lại cho 12 sứ đồ Ở đây cái thánh nói đến một xê pha Tức là phi rơ Người đã chú chúa Chúa biết ông cần đến chúa phục sinh Và ông cũng là một trong những người chạy đến Để chứng kiến coi chúa giê -xu thật sự có sống lại không Khi ông thấy mồ mả đã mở toàn Và không thấy chúa Giêsu xu sê pha đã viết lại sách phi ra thứ nhất phi ra thứ nhì để cho chúng ta thấy được những gì mà ông tin nơi sự sống lại của chúa một người đã từng chôn chúa và bây giờ ông thấy chúa đã sống lại hiện ra riêng với ông để xác quyết về chức vụ tương lai của mình rồi kế đến 12 sứ đồ những người mà Chúa lựa chọn Đã sống với Chúa trong nhiều năm Và thậm chí khi Chúa phán Chúa sống lại Hãy đi qua xứ Galilee lê lê đi gặp Chúa Hầu hết họ cũng không có tin Họ không nghĩ là điều Chúa phán là sự thật Và trong số 12 sứ đồ này Họ vẫn còn yêu Chúa Nhưng họ nhóm nhau lại Sợ hãi lắm cửa đóng lại. Nhưng rồi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với họ vào nhà cửa họ khi cửa đã đóng. Chúa ban sự bình an cho họ, Chúa ban quyền năng cho họ. Và đây là những con người không phải ngu dại gì mà hy sinh cả cuộc đời nói những lời không có sự thật khi họ thật sự không thấy Chúa sống lại bao giờ. Mười hai sứ đồ là những người đã từng bỏ ngài mà trốn đi trong lúc Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Gethsemane. Nhưng đây là tất cả những người đã chứng kiến Chúa thật sự đã sống lại hiện ra với họ nhiều lần, nhiều chỗ. Cho nên không còn một điều gì nghi ngờ nữa đó là những người đã gặp Chúa Giêsu phục sinh. Rồi kinh thánh cho chúng ta biết đến hơn 500 anh em đã xem thấy Chúa sống lại. Bởi vì từ khi Chúa sống lại, Ngài ở với các môn đồ 40 ngày, rồi Ngài về trời trong sự chứng kiến của 500 anh em đã xem thấy không có một sự ảo giác không có một điều gì có thể đáng cho chúng ta tin hơn là 500 người đều thấy Chúa sống lại và về trời Cho nên bằng chứng về sự sống lại của Chúa rất là rõ ràng Khi lời của Chúa cho chúng ta biết Những món đồ của Ngài Là những người đã từng chối Ngài Những người đã từng bỏ Ngài mà trốn đi Trong biến cố tại vườn Gethsemane Tất cả những môn đồ hơn 500 người, đủ mọi thành phần, đủ mọi tuổi tác, trình độ đều thấy Chúa Giêsu đã phục sinh và về trời. Rồi điều tiếp theo chúng ta cũng thấy đó là người vốn không tin và bắt bớ hội thánh. Hai nhân vật được nêu ra ở đây, đó là Gia Cơ Gia cơ là em của Chúa Giêsu Và chúng ta biết Ông và các anh em của Chúa Không tin nơi Chúa là Đấng mê -si. Nhưng khi Chúa sống lại Chúa hiện ra với Gia cơ Và niềm tin của Gia cơ được củng cố Có nhiều câu chuyện kể về ông Gia cơ Và ông dứt khoát không hề tin nơi Chúa đánh chết và sống lại nhưng thật sự chúa đã sống lại và hiện ra với gia cơ và người đã viết ra sách gia cơ chúng ta đọc chúng ta hiểu từ người không tin trở thành tin quả quyết bởi vì họ đã chứng kiến cảnh hết sức là lạ lùng xảy ra rồi cái người đặc biệt mà ở đây Paulo đã nói rốt lại sau những người ấy ngài cũng hiện ra cho tôi xem tôi đây là Saul trở thành Paulo người bắt bớ đạo đấng Christ bắt bớ những người theo Giêsu nhưng ông đã bị Chúa bắt phục và ông đã chứng kiến Chúa sống lại hiện ra với ông ông được sáng mắt sau khi bị mù trên con đường đi đến Đà Mạch. Và Phaolô là một nhân chứng rất mạnh mẽ để cho chúng ta biết về Chúa Giêsu đấng thật sự đã sống lại. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Giêsu sống lại không phải ngài về trời lập tức mà ngài đã gặp gỡ rất nhiều người từ cá nhân đến mười mấy sứ đồ rồi đến năm trăm anh em xem thấy và trong sự mô tả của kinh thánh chúng ta biết đó nhiều người bị các thầy tế để đút lót tiền bạc họ nói sai sự thật và kinh thánh cũng đã mô tả nếu thật sự Chúa Giêsu không sống lại thì những lời nói dối đó nó thắng hơn lẽ thật nếu Chúa Giêsu không sống lại thì sự chết thắng sự sống. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đúng như câu chuyện khi nãy chúng ta nói về một em bé kể rất rành về việc Chúa Giêsu chịu chết và những hình ảnh có liên quan. Nhưng điều em bé đó xác nhận quan trọng hơn hết đó là Chúa sống lại trong ngày thứ ba đúng như thế kính thánh quả quyết và nhiều người đã gặp chúa sau khi sống lại đó là một minh chứng cho chúng ta thấy rất là rõ ràng ngày nay cũng có không ít những người nghi ngờ về sự sống lại của chúa giêsu nhưng bài thánh ca đầu tiên chúng ta hát khi nãy đó một bằng chứng rất mạnh mẽ nếu hỏi Chúa sống đâu nào? Rằng Chúa sống trong lòng này. Chúa đã đang và sẽ sống trong mỗi một người Cơ Đốc. Hàng tỷ người trên thế giới này đã minh chứng về điều đó. Cho nên trong câu thứ nhất, câu thứ nhì rồi câu 10, câu 11 của phân đoạn này, chúng ta thấy một bằng chứng là hội thánh ngày nay Hội thánh ngày nay đã phát triển. Có hai điều mà sứ đồ Phao-lô nói. Hỏi anh em tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi. Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. hội thánh ngày nay đã minh chứng cho chúa phục sinh bằng sự biến đổi ra trong đời sống đó là những người đã tin họ nhận được sự cứu rỗi nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi đây là những người được chúa cứu rỗi những người được Chúa biến đổi đời sống. Và thật sự Chúa đang ngự trong lòng của mỗi người. Đây là một bằng chứng rất là hùng hồn. Người ta nói rằng một những bằng chứng rất là quan trọng nó vượt trên những bằng chứng bình thường đó là ngôi mộ trống. Nhưng mà vẫn có biết bao nhiêu người muốn đánh đổ điều đó. Bởi vì họ nói rằng biết đâu người ta dời xác chúa đi đâu rồi làm sao hay là các môn đồ buồn rầu quá đến lầm mộ của chúa thì sao những người không tin họ tìm đủ cách để gạt bỏ vì bằng cơ chúa sống lại nhưng họ không gạt bỏ hàng tỷ người trên trần gian này đã minh chứng chúa sống ở trong họ từ sứ đồ phao lô đến những môn đệ của Chúa rồi đến chúng ta con dân của Chúa hàng tỷ người trong hội thánh Chúa ngày nay được Chúa cứu rỗi hỏi chúng ta nghe họ trả lời như thế nào rồi ở đây sứ đồ -lô nói tiếp theo những người đó tin cùng đứng vững vàng trong đạo ấy nếu Chúa Giêsu không sống lại thì cơ đốc giáo sẽ không có tồn tại giữa biết bao nhiêu sự tấn công bắt bớ ngay trong khi đầu tiên chớ đừng nói kéo dài cho đến thế kỷ thứ 21 này bởi tin nơi đấng sống lại chúa ban sự đắc thắng cho những kẻ tin cho nên họ đứng vững vàng trong đạo ấy và đây là những điều phaolô nói với hậu thánh tại Cô Điên Tô một hội thánh nằm ở giữa một nơi đô hội Một nơi đầy dẫy thần tượng Và một nơi đầy dẫy mọi nghi ngờ Nhưng hội thánh quả quyết về sự sống lại của Chúa Sử đồ phao lô nêu ra những điều mà có dịp Chúng ta tiếp tục học từ câu 12 cho đến câu cuối cùng của Cô Tô thứ nhất đoạn 15 Và điều rất là quan trọng Chúng ta không có nhắc lại một cái câu chuyện lịch sử Mà chúng ta muốn nói đến đức tin của mỗi người chúng ta Bằng chứng đó là sự sống lại của con người Bởi Chúa Giêsu xu đấng đã sống lại Ngài là trái đầu mùa của những cả ngũ và khi Chúa sống lại Thì những người chết cũng sẽ được sống lại Ở trong Cô Đi Thứ Nhất đoạn 15 Các câu kế tiếp Từ câu 12 trở đi Thì Sứ Đồ Phao nói Nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại Thì sao trong anh em Có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại Nếu như kẻ chết không sống lại thì đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng ta ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Ở đây sứ đồ Phao-lô dùng sự sống lại của Chúa Giê-su một điều rất là chắc chắn để nói đến một lẽ thật cũng rất là chắc chắn là loài người cũng sẽ được sống lại vì là người có linh hồn, có sự sống bất tử của Chúa ban cho và trong những cái phân đoạn kế tiếp sứ đồ Lô nói được bằng chứng về sự sống lại của con người và một chỗ khác sứ đồ Phaolô cả sứ đồ Giăng vân vân cũng mô tả là người không tin Chúa cũng sẽ sống lại nhưng sống lại để bị phán xét. Đó là một điều chắc chắn để yên ủi chúng ta những kẻ tin và cũng để nhắc nhở cảnh cáo những người không tin rằng họ cũng sẽ sống lại để đối diện với Chúa trong sự phán xét. Một con sâu nó có thể trở thành một con bướm. Đó là điều mà ai cũng biết không cần phải chứng minh. Huống chi một con người không thể sống lại trong tương lai hay sao? Và từ đoạn 15 câu 12 trở đi chúng ta sẽ được học trong dịp khác về bằng cớ sống lại của con người. Kính thưa hội thánh. Ngày nay người ta rất lo lắng mà không biết cái cơn dịch bệnh Covid-19 nó sẽ kéo dài bao lâu Nó sẽ tiến triển Và số người nhiễm, số người chết Sẽ như thế nào Không biết lúc nào để chấm dứt Hàng triệu người bị nhiễm Mấy chục ngàn người chết Nhưng con số đó không đáng kể gì đâu Người ta cố gắng để tìm vaccine để trị dứt cái virus nguy hiểm này trên toàn thế giới nhưng mà có cái nọc độc ghê gớm hơn Mà chúng ta thấy ở trong Câu tôi nhất đoạn 15 mấy câu cuối Sứ đồ Phô Lô nói đó Cái nọc của sự chết Cái nọc của tội lỗi Sức mạnh của nó kinh khủng lắm Bao nhiêu người nhiễm virus corona con số chỉ hơn một triệu Mà người ta đã cảm thấy rất là lo lắng Không biết làm sao nữa mà trị nó Số người chết chỉ mấy chục ngàn người Nhưng mà nó làm cho cả toàn cầu Hết sức là run sợ Nhưng nọc độc của tội lỗi của sự chết Giết bao nhiêu người Hàng tỷ người trên thế giới này Đối diện với nọc độc của tội lỗi và sự chết Sứ đồ Phaolô nói tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus chúng ta. Ông báo một tin mừng cho mọi người rằng Chúa Giêsu đã giải quyết được nọc độc, độc của tội lỗi và sự chết trên từng người trên thế giới này chứ không phải chỉ một hai triệu người đâu. Và sự phục sinh theo sau sự chết vô tội của Chúa đó là một tin vui mừng mà chúng ta rao báo cho mọi người những người chưa biết Chúa cần phải biết nọc độc của tội lỗi và sự chết kinh khủng hơn là virus corona chúng ta là người đã được Chúa cứu chuộc rất bình an vì biết rằng tội lỗi chúng ta đã được xóa bôi bởi sự chết của Chúa và chính Chúa cũng đắc thắng tử thần vượt khỏi sự chết đến sự sống để ban cho chúng ta được sống được vượt khỏi sự chết trong sự chuộc tội của Chúa Giêsu. Cho nên hãy vui mừng, hãy bình an. Chúng ta tạ ơn Chúa và kỷ niệm sự phục sinh của Chúa. Và dù người ta cố gắng để xóa đi bởi sự vô tính nơi Chúa Giêsu, thì ít lắm mổ chúng ta là những nhân chứng sống và tin Chúa Giêsu. Đó là giải pháp Duy nhất để con người thoát khỏi nọc độc của tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đã sống lại. Từ lần xưa cho đến hôm nay, từ già cho đến trẻ, từ người giàu cho đến người nghèo, từ những vua chúa cho đến thường dân từ những người học thức đến kẻ dốt nát từ cảnh sát đến tội phạm từ những người có nghề nghiệp khác nhau ở trên các quốc gia khác nhau màu da chủng tộc khác nhau và trước đây có những tôn giáo khác nhau ở trong mọi tầng lớp xã hội khác nhau thì chính đời sống của họ khi ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu, họ được biến đổi, tất cả chỉ vì nhờ sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Cho nên Chúa đã sống lại để đem đến cho nhân loại nói chung, mỗi chúng ta những con cái Chúa nói riêng một sự vui mừng, một sự bình an. Xin Chúa cho chúng ta tin cậy Chúa xác quyết điều đó và qua đời sống của chúng ta là một bằng chứng về sự phục sinh của Chúa trong sự biến đổi trong cuộc sống mà Chúa ban ơn cho chúng ta trong những ngày sống trên đất trước khi Chúa hồi lai để ban mọi phước hạnh cho chúng ta chúng ta sẽ gặp Chúa ở trong tương lai xin Chúa cho mùa phục sinh năm nay dù giữa cơn dịch Chắc chắn chúng ta cũng không khỏi lo lắng Nhưng chúng ta luôn được bình an Bởi vì Chúa chúng ta đấng đã sống đấng đắc thắng sự chết Và ban sự sống Sự sống đời đời cho chúng ta Xin Chúa ban phước cho tất cả quý cụ Quý ông bà, anh chị em Tất cả mỗi tôi tớ con cái của Chúa Trong hội thánh Chúng ta vui mừng cảm ơn Chúa Và Chúa đấng phục sinh đã hiện ra với rất nhiều người ngày xưa ngài cũng sẽ hiện ra một cách mới mẻ trong mỗi đời sống của chúng ta bởi vì chúa hằng sống đang ngự ở trong chúng ta đó là một bằng cớ sống về chúa Giêsu phục sinh xin chúa ban phước cho tất cả quý cụ quý bà anh chị em và những tôi tớ con cái chúa trong hội thánh amen chúng ta sẽ hiệp ý cầu nguyện Lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng đấng hằng sống. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã đến trần gian chịu khổ, chịu chết đền tội cho chúng con. Và Chúa cũng sống lại vinh quang để bảo đảm sự sống cho chúng con những kẻ tin nhận Ngài. Chúa ơi, trong mùa Phục sinh năm nay giữa cơn đại dịch toàn cầu Chúng con không tránh khỏi những lo lắng Nhưng chúng con vui mừng tạ ơn Chúa Vì Chúa chúng con đã đắc thắng tội lỗi sự chết Và bảo đảm cho chúng con những kẻ thuộc về Chúa Cũng được sự đắc thắng Sống với quyền năng của đấng phục sinh Chúng con dẫn tôi tới con cái của Chúa kỷ niệm sự phục sinh của Chúa năm nay, dù trong lịch sử của lễ phục sinh rất đặc biệt này, nhưng chúng con cảm ơn Chúa, dù không nhóm lại được, một tập trung đông đủ như những ngày qua, nhưng chúng con tin rằng dù ở bất cứ nơi nào, chúng con vẫn tìm được sự bình an và Chúa đến phục sinh, vẫn đến với mộ chúng con một cách tươi mới để chúng con tiếp tục sống và qua đời sống của chúng con là một bằng cớ về sự phục sinh của Chúa cho mọi người chung quanh chúng con trên thế giới này. Đứng giữa cơn dịch mà chúng con đối diện, xin Chúa cho mỗi một chúng con cũng như cả thế giới này sẽ nhờ ơn Chúa tin nhận Ngài và thoát khỏi những nọc độc ghê gớm hơn đó là tội lỗi và sự chết bởi cứu Chúa của chúng con đã đắc thắng Chúng con cảm ơn Ngài Chúng con tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa ban Xin tiếp tục ở cùng chúng con Ở cùng hội thánh của Ngài Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ Amen